Xin chào quý bà con, hôm nay Thế Giới Máy chúng tôi test thái hoa chuối bằng máy thái đa năng Elox để bàn giao cho khách hàng về sử dụng. Ngoài chức năng thái hoa chuối ra thì máy có thể thái được các cả các loại củ sả, củ hành tây, củ hành ta, củ tỏi và các loại quả sung, các loại quả nhỏ đều thái nát mỏng ra được, cà rốt, cà chua, khế, củ cải, cải trắng. Máy sử dụng bằng Elox nên rất là bền và an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy có thể tháo ráp lưỡi và hệ thống gạt gầu cữ căn ra rất là dễ, vệ sinh sử dụng cực kỳ đơn giản. Máy rất là được ưa chuộng ở các cửa hàng bán phở, các nhà hàng, khách sạn. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video hoặc vào trong hồ sơ kênh sẽ có mục nhắn tin và số điện thoại để nhân viên kỹ thuật tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.